Hello everybody. Now we have to Israel going travel with us into Vinh, Hạ Long base, and they are very nice, and they are living them. The lady, she was born in America, and husband too, and she living in the Israel to protect to Israel. À, chào bà con, à, hiện tại giờ mình có hai người bạn ở bên Do Thái đó. Họ cũng đi du lịch giờ giống như mình ở ở tại Vịnh Hạ Long. Bây giờ mình đang nói chuyện với họ. Thì đứa con gái mình đang nói chuyện với họ đây ha. Thì trong cái bữa ăn ngày hôm nay á, buổi tối này thì mình tự nấu lấy cái món nào mình thích á, mình tự từ mình tự nấu. Rồi mình ăn uống. Mình ăn uống ở nơi đây. À, hai người bạn Do Thái vừa được nói ở cuộc sống ở bên Do Thái á, rất là đắt đỏ bà con ha. Tại vì ở nơi đó người ta tự cái sa mạc người ta biến thành đồng ruộng, rồi cái cuộc sống người ta khó khăn lắm. Thành ra mặc dù người ta, nhưng mà người ta rất là yêu quê hương. Và hồi mặc dù họ sống ở bên, họ sinh đẻ bên Mỹ, nhưng mà người ta vẫn trở lại mà Do Thái để lập quốc. À, và người phụ nữ này cho biết là coi như bà ta sống ở bên Do Thái á, thì người ta sẽ đi lính trong vòng 2 năm, và những người đàn ông con trai á, thì sẽ đi lính trong 3 năm. Rồi sau đó người ta khi nào cần tới thì người ta tiếp tục, người ta sẽ vô lính tiếp. Thì đó là cái cuộc sống ở bên bên Do Thái bà con. What is? Oh, she's showing me that the water is so close to the pyramids. Oh, in Egypt. Yeah. It's like, I think, very lovely. Two hours drive from the pyramids. Yeah. 2 hours drive. Yeah. And this is how close to that. This is, I think, the Nilus. If I'm on Nilus Bentley. Like the Nile? Nile, yeah. The river? Yeah, from Babel. The Nile? Yeah. So yeah, this is what she took. This is Israel? This is Israel? Oh, like yeah, pyramid. Lovely, yes. This is amazing. This is my friend. Ah, yeah. You go from Elat into our city in the... In the north, in the south. Yeah. City in Israel, yeah. We border in Taba. Taba is in Egypt. Yeah. And all of this, a lot of Israelis come to... It's like snorkeling and diving. You can see corals. Scuba diving. Yeah. Scuba diving. I never been, but I want to. I was when I was really kid. Yeah, I don't remember, but I want to visit. Yeah, next time. Yeah, I hope. Yeah. It's so close, so I really want to. And then when you're living there, you speak Arabic too, or no? Unfortunately, no. I don't know Arabic. Yeah. He works with some. He is a construction manager, so yeah. He works. Usually, a lot of Arabs work in this building. Yeah. So he works with a lot of Arabs. Yes, but speaks, but never it's Israeli. We, yeah, most of it's Israel, like Jewish Israel, is don't know Arab. Our people know. Which is shame. Yeah. So people, really? Because there are a lot of Arab people in Israel, and we should learn it in school, I think. I believe. Yeah. I think both of us will try to learn a bit. Yeah. I have a friend that knows Arab. Yeah. So I'm in Australia. She's in America right now, but she lived in Australia. Mm-hmm. And so where did she study it? My family is like her family. Yeah, I need to learn a bit. Yeah. We know a few words because it's some of the words are similar to Israel, and we have like slang. Arab slang that we use. And now, what are you doing in Israel now? I'm an
both of us are engineers. Yeah, you're in. My husband is a civil engineer, and yeah. I'm an electrical engineer. Actually, I work for Samsung. Yeah. Samsung. Yeah. So I do the sensor, the cameras. We just can't. But some people that I work with, they own an iPhone. So they're training. Yeah, it's okay. Yeah, so what do you do? Maybe a couple of years when I travel there and say hello to you. Yeah, sure. Yeah. You call us and we can grab a dinner. Yeah. I'm learning environmental science at the moment. Oh, in my second year. And I'm also a chef and social worker. Wow, cool. Yeah, I guess that you do something with social because you carry a camera. Yeah. I love connecting with people. Yeah. And you? And now I am unemployment now. Mm-hmm. Before I had business. Business? Yeah, and I had a bakery before. A bakery? Yeah, and about 20 years working and close to beach. That's why my children love beach. Mm-hmm. And then they are growing up. Mm-hmm. And then I come back to Sydney. Mm-hmm. And I opened takeaway shop. And not successful. Not successful because now during the coronavirus. Yeah, now not unemployment and the travel. And the unemployment, that's why I travel in Vietnam. And I work in the acrylograph, they make poker machine. Poker machine, and they call me to come back to work, but they said, no, I'm going to travel first. After I come back to have a job. Okay, yeah. Good luck. Yeah, I love travel. I can agree. I also love traveling to meet people, meet places, different places. Yes. Have you been to Australia yet? No. We want to, but it's also pretty expensive to travel in Australia comparing to We are living in Sydney. In Sydney. Yeah, Sydney. And if you go in Sydney, Australia, you can travel to me. can carry you travel somewhere. Oh, okay. Yeah. What's your name? Tina. Tina? Vincent. 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 Can you call Vince? V-I-N-C-E. Okay. Yeah. Nice to meet you. Yeah. You too. Okay, do you want to try or you also know? You already know Vietnamese food, I guess it's not so. Yeah. We can try and make it. Yeah. Okay. What's your name? Bar. Bar. Yeah. It's like bar of cocktails and alcohol. It's the same. Let's go try some Spring rolls. Okay. Hello, everybody. Now we are just talking to Israel, that about their life in Israel. And now we need to cook the food by ourselves, and then you can enjoy the food in the cruise. Navina cruise here. Cảm ơn bà con đã theo dõi hành trình của mình ha. Vừa rồi mình nói chuyện với hai người Do Thái đó, thì người ta làm về công việc coi như vừa kỹ, người ta giỏi lắm bà con, người ta là kỹ sư. Thì hai vợ chồng đều là kỹ sư hết trơn trọi. Thì vừa rồi mình có nói chuyện với họ chút xíu về cuộc sống của bên Do Thái. Rồi rồi bây giờ bắt đầu mình tự lấy những món ăn của mình, mình tự nấu lấy á. Tại vì nó cái này là phần giống như barbecue vậy. Bây giờ bên mình tới cho bà con coi họ nấu nướng như thế nào ha. Thì cái barbecue thì nó cứ cái nồi nhỏ nhỏ thôi. Thì ở đó nướng cái gì đây mình cũng chưa biết chính xác ha. Thì mình mở cho coi cho bà con thấy thế nào ha. Thì mình cần nhờ lấy bánh tráng nè. Bánh tráng họ cuốn vô. Bánh tráng cuốn vô là làm giống như spring roll vậy bà con. Đúng rồi, spring roll. Spring roll thì bắt đầu mình cuốn, tự mình cuốn lấy xong bỏ vô chiên. Một dưa chiên nó sẽ còn có thì cái đấy đối với Việt Nam thì dễ rồi. Thì cái bánh tráng này, bánh ba nẹm Thổ Hà, đặc sản bánh đa nem, bánh đa nem
thì mình cuốn xong rồi đó. Thì người hướng dẫn viên đang dạy mấy người ngoại quốc nè cách cuốn như thế nào đó, sau đó bắt đầu bỏ vô chiên nè bà con. Thật coi như cái này thì đối với Việt Nam thì dễ dàng rồi ha. Mình tạm thời mình ngưng máy nha. Sao không sang bàn bên kia ngồi, nó khỏi sách cách xa cái loa. Phải, nó set up here rồi. À, set up đây à? Ừ, set up. You can choose, bà con. Không có thể chọn lựa ha. Tại vì họ cho mình cái bàn bên này là 6 người đó. Cho gia đình của mình ngồi bên đây. Còn cái nhóm mà đi theo nói tiếng Pháp à. Người Canada đó thì sẽ ngồi bên nhóm để họ nói chuyện với nhau dễ dàng. Rồi cái bên mình nó có hai anh chàng Ấn Độ này, người đó cũng họ cũng nói tiếng Pháp. Bây giờ mọi người đang chăm chú để làm cái cuốn cái bánh của người ta, cái bánh tráng đó con. Bánh tráng đó bà con, coi đã bắt đầu họ bỏ vô chiên. Ok, tạm thời mình có chút xíu nha. Để bắt đầu có gì hay mình tải lên cho bà con nha. Rồi có gì bình luận hay cái gì đó thì cho mình biết nha bà con. Rồi bye bye nha.